Hello nha, xin chào bạn nha. Xin chào bạn theo kênh YouTube và Sao Channel nha. Đây các bạn đang thấy một cái sản phẩm đúng không? Ừ. Nếu mà mình sẽ chia sẻ bạn một chút về cái phần bộ cầu dao đảo chiều tự động nhé, hẹn giờ dùng cho hệ thống gia đình mà những nhà nào có hai cái công tơ ấy, họ rất hay dùng cái bộ này. Bộ này là đang chuẩn bị gửi về cho một ông anh ở trong ở đâu nhỉ? Ông này ở Thái Bình các bạn ạ. Ông ấy muốn là cái hệ thống cầu dao này sẽ đảo chiều tự động hai cái công tơ ở trong nhà, tức là nhà ông có hai công tơ dùng chung một hệ thống điện trong nhà, thì ông muốn là đến ngày bao nhiêu đảo công tơ A thì nó sẽ đảo sang chọn cái công tơ A, còn đến ngày bao nhiêu chuyển sang công tơ B, và các tháng sau nó cứ lập trình lặp đi lặp lại như vậy. Đây thì hôm nay mình chia sẻ một chút về cái bộ này nhá. Một là chia sẻ, hai để test hàng trước khi gửi đi để cho bạn xem là nó đang hoạt động bình thường. Bây giờ có ông anh ở Thái Bình ông xem luôn, chạy thử. Đây, đây là ông Cường bạn ạ. Ông ấy nhắn là cần cái công tơ 1 là từ ngày 10 đến 15, 10 đến 25. Từ 25 đến ngày 10 thì sẽ công tơ 2. Các bạn nhìn thấy cái công tơ nhá, mình để đây này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bạn xem dễ hình dung nhá. Đây, yêu cầu làm sẽ như thế này. Từ ngày 10 cho đến 25. Sau đó quay vòng lại. Đấy các bạn nhá. Thì từ 10 đến 25 thì sẽ là cái 1, đúng không? Còn từ cái 25 quay về 10 thì sẽ là cái 2. Đấy, cho bạn dễ hình dung. Đấy, công tơ 2. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách cài nhé, cách cài đặt và sử dụng làm sao. Đây là cái phần này, các bạn nhìn này. Đấy, chế độ nhé. Các bạn mà chọn là auto on, auto on đúng không, thì các bạn sẽ phải để chế độ là off trước và on sau. Đấy, auto on này. Mình thường mình thích sẽ để là auto on hơn. Auto on. Và mình sẽ cho ngày off đến trước, thì tức là từ 10 đến 25, à chờ chút đây, 10 đến 25. 10 đến 25 thì mình sẽ cho là off. Đấy. Với cách cài này thì ta sẽ làm như sau ạ nhá. Đầu tiên là auto on này, lock auto on đúng không? Để chế độ là auto on nhá. Ấn MD này, 3 giây. Đây. MD 3 giây mở khóa bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ cài ngày tháng năm ở đây. Đấy, ngày tháng năm sẽ ghi hết đây nhé, các bạn sẽ cài cho mình. Chờ chút mình sẽ cho bạn xem cái giấy, cái cách cài nhé. Đây, cách cài siêu dễ các bạn nhé. Đấy, bây giờ các bạn sẽ ấn nút MD cộng chữ R để cài ngày tháng năm. Đây. Để chờ chút nhá. Dí liền MD nhé. Xong mở khóa rồi nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ ấn nút MD cộng với chữ R để ngày cài ngày tháng năm, bạn nhìn này. Đấy, chuyển ngày tháng năm. Thì đầu tiên cái hiển thị sẽ là ngày chọn năm. Bạn chú ý nhé, chọn năm này. Mình sẽ chọn lên này. 18, 19, 20 nhá. Hôm nay là 2020 đúng không? Thì bây giờ ta ấn rút sang tiếp này. Nó cái tiếp theo là cái tháng này, bạn nhìn này, cái tháng này. Tháng nhá. Bây giờ tháng mấy nhỉ? Tháng tháng 5. Sang này. Cái năm xong tiếp tục là cài đến ngày. Hôm nay ngày 27, mình sẽ cài vào đây. Đấy, cài. Bộ này là hẹn giờ trong tháng, thành ra các bạn phải cài đúng ngày nhá, thì nó mới cài đúng giờ. Xong, đấy, ấn nút sang. Hoàn thiện rồi nhá. Rồi, xong. Cài xong thì bây giờ đến phần tiếp theo là ấn nút sang này. Đấy, bây giờ là sẽ cài phút trước. Tức là cài ngày tháng năm xong thì đến phần tiếp theo là phải cài giờ để hoạt động. Thì bây giờ mình sẽ cài giờ thôi. 38, các bạn giữ liền cho nó chạy nhá. Đấy, cái bộ này cài dễ lắm rồi. Thật ra là các bạn chỉ học cài một lần thôi, lần sau chả phải học cài đâu. Bây giờ là mười mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 16 giờ 39 phút. Rồi xong. Xong nhá. Giữ MD được khóa này. Đấy. Bây giờ bạn sẽ thấy là đang là 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 5. Thì bây giờ các bạn muốn là để công tơ như ở đây nhá, là đến ngày mùng 10 nó sẽ chuyển đến ngày 25, đúng không? Thì bây giờ đến ngày mùng 10 mình sẽ cho nó off. Đấy. Giữ liền nhá. Đấy. Cho nó mở khóa này. Bây giờ thì mình sẽ cho nó off trước này. Off này, bạn nhìn này. Ấn sang này, ngày 20 mấy này. Ngày mùng 10 này. Đấy, ngày mùng 10. Xong nhá. Chọn ngày giờ. Thì anh này anh bảo là chọn là 23 giờ đêm thì bạn sẽ chọn đây nhá, 11 giờ tối mà. Thì là 23 giờ đêm. Đấy, xong. Ngày 10 xong nhá. Ấn nút lên này.
ngày mùng 2, tức là off trước sau đấy on sau, bởi vì mình đang chọn là auto on bạn nhé. Auto on thì bao giờ thì auto on thì bạn phải chọn off, thì đến ngày mùng 10 sẽ là off, và đến ngày 25 bạn nhìn là nút sang này 25 nhé, 25 sẽ cho nó on lại nhé, chính là hai và on. Cài này dễ lắm, nói thì hơi mông lung nhưng mà các bạn chỉ cài một lần là biết. Đây. Giờ nhá, cũng 11 giờ đêm. Đấy, thế thôi, cài chỉ đơn giản nhé, thôi là xong. Đấy, ngày 25. Còn gì này? Off vào ngày mùng 10, on vào ngày 25. Off ra mùng 10, chỗ này sẽ off, đến đây là on này. Off một phát là nó toàn bộ dãy từ ngày mùng 10 đến ngày 25 là nó sẽ là off. Off thì nó sẽ chuyển sang cái công tơ 2, chính là cái này, chuyển sang công tơ 2 này. Đấy. Rồi ngày từ 25 là chuyển sang thì sẽ là chọn công tơ 1 nhá. Từ 25 đến ngày mùng 10 là công tơ 1. Đấy, chia sẻ một chút về cái phần công tơ đảo chiều tự động các bạn xem nhé. Đấy, bộ chuẩn bị gửi về cho ông anh ở Thái Bình ấy, nó có như vậy thôi. Đơn giản trong cách cài đặt thôi. Auto on và là mình cho off vào ngày 10 và 25 này on. Thôi là tự nó chuyển về hai công tơ. Gắn đơn giản đấy thôi. Bây giờ các bạn chỉ cần cấp điện từ hai công tơ vào đây. Hai công tơ vào đây. Vào đây. Đầu này là ra điện cho bạn sử dụng. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi là xong. Lắp bộ này thì phải nói nó quá quá đơn giản rồi. Các bạn ạ. A với N nhé, mình sẽ ghi là cộng trừ này. Trừ này. Cộng. Đấy, trừ. Thì khi cái đầu ra ở dưới này, cái đầu trừ này nối vào nhau này. Đầu cộng nối vào nhau này, tức là A đi với A, N đi với N. Đấy, các bạn sẽ cho vào hệ thống điện cho gia đình sử dụng. Thế thôi là xong. Rồi, các bạn theo clip mình mày nhé. Chúc bạn tìm được một cái bộ đảo chiều công tơ tự động nhé. Bộ này gửi về cho ông anh Thái Bình đấy, coi như là xong. Test chạy và test cả hẹn giờ thứ ổn định rồi. Cực kỳ tiện luôn. Có bộ này xong rồi thì sẽ không còn phải nhớ đến thời gian để đảo chiều công tơ. Và bộ này còn có cả tích hợp cho một số các ứng dụng khác nữa, nhiều ứng dụng cũng không cần phải dùng cái này. Tức là có một số ứng dụng là mình không sử dụng ngày nữa mà mình lắp thêm một cái bộ nữa các bạn ạ. Để dùng thêm. Đấy. Tức là chế thêm để dùng cho được nhiều kiểu hơn. Đây là đang là chế độ hẹn giờ cơ bản nhất thôi.